Anh Huy xin chào tất cả mọi người. Chiều nay chúng ta tiếp tục thăm Huế. Anh Huy đang ngang qua khu vực tuyến đường đẹp nhất Huế đây. Đường Lê Lợi, tuyến đường thân quen. Mọi ngày Anh Huy thường đi qua. Nếu muốn đi về đưa bà con đi thăm khu vực phía nam của thành phố thì thông thường hay đi qua ngã này. Đây có những công trình khá là đẹp. Đại học Huế cũng như khách sạn. Đây là nhà ba người về. Lê Lợi. Những công trình quá đẹp luôn. Khách sạn 5 sao. An Gia Rai. Tên của Pháp, kiến trúc của Pháp và mọi người công tên có tiếng. Và chiều nay là chiều ngày 7 tháng 1 năm 2023, mọi người có thể tiếp tục mưa rào lạnh, nhiệt độ đi trên đường cũng là 18 độ C. Lúc này cũng là 4 giờ 30. Thì đi để thấy không khí ngày tháng chạp như thế nào thôi. Hôm nay cũng là ngày 16 tháng chạp mọi người. Hoa cũng là được đưa về khá là nhiều trên các cái công viên phố đi bộ đó để đáng tí. Và đây là khu vực bia quốc học thì cũng được bày biển làm những cái mô hình thì đưa hoa đầu về nữa. Ở đây là năm nào cũng làm cái hồi giống như hồi Tết, hồi xuân. Ở bên kia thì có người ta đang gặp những cái giang năm nào cũng trưng những cái bonsai cũng như mái vàng Huế, cũng như những cái bonsai đẹp nhất được trưng bày từ bên kia công viên mặt trường quốc học và hai bạch trường. Đây trường quốc học mọi người. Nét cổ kính, cái kiến trúc đẹp vẫn hiên ngang giữa đất Huế. Và đây là không khí tết đã về đó, 16 tháng chạp chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi thì hoa cái cảnh được về trên mọi nẻo đường, đặc biệt là khu vực này là nơi mà hồi xuân, hồi hoa xuân năm nào cũng vậy, tổ chức được 3-4 năm. Vừa là khi cây bonsai là vừa có cho bà con để gọi là tìm làm cho bà con có nơi để chiêm ngưỡng những cái bàn tay nghệ nhân họ cho ra những cái bông, những cái hoa bonsai đẹp lạ mắt. Ngay công viên hai ngôi trường có tiếng của Huế. Và các công viên, các nơi thì hoa cảnh kể cả là khá là nhiều đó. Họ nhìn cũng đường đặc xuân. Vài ngày nữa thôi thì xuân sẽ tràn ngập có 20 mét cho mọi người. Bây giờ 16 trong mọi người đang, người ta đang tăng tráng hoa làm các kiểu hoa về nhiều cái chợ sắc đỏ sắc vàng. Và trong các nơi những cái tụ điểm liên quan đến tổ chức hoa xuân thì bây giờ người ta đang tất bật đưa về trang trí các kiểu đó là mọi người. Hoa rất là nhiều rồi thì liên vòng để thấy, để biết cái quang cảnh
À, chiều nay Huế vẫn tiếp tục mưa, mưa gọi là mưa cũng khá là lớn, rồi lạnh nữa, vẫn đang còn đó. À, một chiều về thì người ta xe cộ đi làm về đông đúc, rồi có lực lượng chức năng đứng điều khiển giao thông. À, hình như có đoàn con mới đi ngang. À dạ, có đoàn chắc đi ngang hồi hộp, đoàn của thành phố đó chị đó. Dạ. Rồi giao lưu thông. À, một buổi chiều mưa lành, mưa về tiếp tục. Tục với lùm xùm những pha áo mưa. Yeah. Mưa đi trên đường rất là lành mọi người. Yeah. Vì có 18 độ C thôi. Đó, tuyến đường Lê Lợi còn lâu lắm rồi mới đưa mọi người đi thăm. Rồi mai một dịp Tết thì chắc sẽ có thêm vài vòng nữa. Yeah, khi mà các cái giỏ hoa, các cái tuyến đường được trang trí hoa đầy đủ. Yeah, thì lúc đó lúc lính lắm. Đưa mọi người đi thăm để biết thêm ra năm nay có cái sự trang hoàng tô điểm như thế nào tại tuyến đường này, và cũng như bên cạnh các công viên bên dòng sông Hương. Và đây có công trình đi, bây giờ chắc chuẩn bị làm lại dự án gì đây. Đây là làm một cái nhà sách, và sau thời gian cũng không hoạt động nữa, bây giờ làm lại công trình khác. Và cái công trình mà tương lai di dời cái ngôi nhà này sang bên này cũng đã được tháo dỡ những cái vật dụng xung quanh đó. Chắc là nay mai sẽ dọn dẹp khu vực này để di dời cái căn nhà này qua rồi mọi người. Đây đường Lê Lợi thì rất nhiều công trình kiến trúc phục pháp. Dạ. bốn rưỡi chiều mà như là 6-7 giờ của mùa hè là tối. À, công viên tất bật đang làm những cái công trình đi bộ tương lai rất là đẹp, sạch sẽ lắng lạnh, cái núi cao Sơn Tiên nhìn xuống. Chiều nay mưa tiếp tục về ngang qua từ Huế. Đó, hoa mọi người thấy công viên hoa về nhiều chưa? Đó, người ta trồng hoa trồng sẵn trong những cái bầu nhỏ rồi đầu nhỏ, và bắt đầu tết về đưa ra các công viên trưng rất là đẹp. Và tuyến đường Lê Lợi thì còn dài. Rất nhiều công trình kiến trúc của khoảng thời xưa, bây giờ là trường học sư phạm, trường đại học sư phạm. Thời xưa nghe là cái tòa cấp đây làm việc của thời đó. Và thuyền to chấm, mưa thì khách tưởng có đó. Mùa này thì nói thiệt là thuyền không là ế có khách, mưa lạnh người ta ít ra sông Hương để ngắm sông, cho nên là khách ít lắm, nó lâu còn kín rồi mọi người. Dạ. Yeah. Ở đây các cái cửa hàng lớn, nơi tụ tập đông vui một chiều tối, là khu vực từ bến Toa Khâm về ngay đập đá, đó là phố Tây. Dạ. Thế nên có khách sạn Century này, nó còn kiến trúc rộng lớn,
có tiền không, lâu ngày lâu đời ra. Ô chà, lùng sùng ở mưa không biết bao giờ mà hết mặc áo mưa. Và riêng hai mọi người dạ riêng hai hẹn gặp lại riêng hai năm mới mới có những cái nắng nóng nắng ấm đêm về Huế. Bây giờ lạnh mới ra xứ Huế đây à, về Tết nay mưa lạnh dạ. Khách sạn nhà hàng quá trời. Thì tìm máy tôi đi tại khách sạn Yên Giang dạ yeah, đó một vòng chiều nay anh vui ngang qua thành phố Huế đưa mọi người đi thăm để biết thêm cái quang cảnh ngày hôm nay xứ Huế đã như thế nào rồi trong những ngày tháng chạp nhá dạ yeah. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho vui nha. Dạ. Đây vui làm những video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Quá cha có độc đáng lành. Gió. Gió chiều lành. Và những cái đang co bay mù mịt luôn. Đang co di cư, di tàng đến nơi ẩm cúng. Dạ, yeah, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.